cha trương bưu diệm, lạy cha trương bưu diệm. Amen. Xin kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, chương trình truyền hình Diệu Kỳ Ơn Cha Diệp do Trương Bưu Diệp Foundation thực hiện xin được tiếp tục với tập 315. Trong tập này, chúng tôi xin giới thiệu nhân chứng ơn lành, ông bà Matthew và Linda Smith, hiện đang sinh sống tại thành phố Minneapolis, Minnesota. Đây là lần đầu tiên ông bà đến văn phòng Cha Diệp tại thành phố Garden Grove, California, nơi mà bà đã cầu nguyện và mơ ước được đến tận nơi để thăm cha. Bà muốn chia sẻ ơn lành cha đã ban. Cách đây khoảng hơn một năm, sáng nọ khi thức dậy, bà bị tê hết một bên người. Bà sợ không biết mình bị stroke hay bị gì. Bà đã ôm hình cha và nói, xin cha giúp chữa lành cho con. Tối đó khi đi làm về, bà thấy mình đã có cảm giác trở lại. Như vậy, cha đã chữa lành cho bà diễn ra chỉ trong một ngày. Lòng bà vui sướng và cảm ơn cha rất nhiều. Xin mời quý khán thính giả đến với chia sẻ của bà. Lòng tin yêu tha thiết con ngài vàng, vượt biển dấu chân gian ngàn nguy khó. Đau cuộc sống. Em tên Linda Smith. Em hiện tại đang sống ở Minneapolis, Minnesota. I'm Matthew Schmidt, and I'm from Minneapolis, Minnesota, too. This is my wife, Linda. And this is my husband. Yeah. Trên đường đi từ Hứa với Cha Diệp rồi, sáng nay đi đến đây thì là chuyến bay trục trặc. Thì em nói là, cha ơi, cha biết là con đến đây để thăm cha. Và đây cũng là cái nguyện ước của con đến thăm cha, nhìn được hình ảnh và cái cảm giác của con. Ao ước là đến được gặp cha ở đây, thì xin cha phù hộ cho con đến nơi đến chốn. Con không biết chuyến bay này bị cái gì mà họ chưa có cho bay. Cái giờ bay nó, họ nói là không bay được, phải đợi một tiếng nữa. Thì con đang sợ trục trặc, mà cái trục trặc nhất con lo lắng là sợ rồi không bay được để đến gặp cha như lời con ao ước. Thì một hồi thì họ nói là ô, mọi chuyện bình an, không sao đâu, mình sẽ bay trong vòng 10 phút nữa. Thì con nói gì thì âm thầm là nói là cảm ơn cha rất là nhiều. Nhưng mà đây là việc phụ thôi. Việc chính là cái đây một năm, một buổi sáng em ngủ dậy đó, thì nguyên bên phía tay phải của em, và nguyên từ cái dưới cái arm và đến cái chân trái của em xuống đây, tự nhiên nó nâm hết. Mà em cảm thấy sợ, em giống như không biết mình bị stroke hay cái gì đó, em cảm thấy sợ. Thì em lấy cái móng tay em cứ chích thì không cảm giác. Không cảm giác, em sợ quá mà không dám nói với gia đình. Thì em chỉ biết ôm cái tấm hình của cha. Và nói, cha ơi, cha giúp con. Tại vì con là cái cuộc sống của gia đình, có cái giống như cái cột của gia đình của con ở Việt Nam. Và cũng giống như một cái đầu tàu vậy đó, của con bên Việt Nam và ở đây. Con cái và chồng con của con nữa, thì cha giúp con chữa lành cho con. Bây giờ nếu mà con như vậy thì con không biết làm sao để mà tiếp tục dìu dắt cái gia đình của mình. Thì em vừa nói mà vừa thấy lo lắng mà khóc, muốn khóc. Mà chỉ ôm cái tấm hình đó thôi. Và em có câu chuyện của tấm hình đó nữa. Thì em vẫn tiếp tục dậy, thức dậy đi làm. Buổi sáng đó em cũng ráng dậy em đi làm. Thì trên đường lái xe cũng đọc một chuỗi cầu nguyện. Thì cái thường lệ em cũng luôn luôn bên cạnh cha. Bên cạnh cha trong cái Holy Spirit. Em bên cạnh cha all the time. Thì cầu nguyện và trên đường đi về quên mất tiêu luôn. Nó hết rồi nào không hay trong cái ngày đó luôn. Trên đường đi làm về. Thì đi làm và còn bị. Nó nằm, nó không biết cái gì ở đây. Nó không thấy gì một bên. Và trên đường em đi làm về em quên luôn. Thì nó hết. Thì em nói ồ, tối em đi ngủ em tắm thì xoa sợ bông lên và chà thì ủa sẽ thấy nó rác rác. Thì ồ, thì ra bây giờ mình cảm giác được rồi, vậy là cha đã chữa lành cho em cái phần đó. Em biết Cha Diệp cách đây 4 năm từ một người bạn ở Thị Bằng, North Carolina. Linda ơi, anh muốn giới thiệu em Cha Diệp.
cha Diệp và linh lắm. Anh cũng nói với em về xin em xin được một cái tấm hình của cha Diệp thì em bỏ bóp á, đi đâu cũng rất là bình an. Thì một ngày nào đó em đi làm ra, buổi chiều đó em đi làm ra thì tự nhiên người em nó nóng lắm, nó nóng bừng bừng, nó nóng lạ lắm, giống như bị cảm vậy, nóng mà nó hồi hộp anh, giống như là cái gì đó mà cứ mong đi về cho lẹ. Mà từng thứ em không thể nào em tả được, em nó có một cái gì ở nhà em mà em cứ mong về nhà trước. Thì em về thì em mới nói trời, sao cái kỳ quá, sao cảm giác lạ lùng quá. Thì em mới nhìn trên cái bàn của em thì có một đống thư, thì nó có một cái phong bì giống như Việt Nam, cái thư Việt Nam đó anh, nó có màu xanh đó. Thì em mở ra thì em thấy cái cha Diệp. Thì em mới cầm lấy, em còn nguyện, em nói cha đôi khi thương cha quá thì con cũng có sự ghen tương là thấy nhiều người được ơn mà con lại không được, mà cha lại hiện về trong giấc mơ của họ này kia mà con thì không được. Bây giờ cha cho con một cái sai gì đó để cho con biết là cha đến với con, hôm nay là cha về đó, tại vì con đang hồi hộp mà lại có cái hình cha, tức là cha về với con. Thì bây giờ cha cho con thấy một cái hình, cái gì dấu hiệu gì đó để cho con biết là cha. Anh biết không, tự nhiên cái lỗ tai em á, nước giống như là anh ra biển mà anh tạt nước vô, mà nước trong tay em, mà em không nghe, em nó ủi sao tay mình sao mà nước nhiều quá. Trong vòng 3 phút ta anh, đó là dấu hiệu mà em recognize được liền. Em nói trời ơi con cảm ơn cha, chết một cái ơn nữa là xảy ra cách đây hai tháng anh. Thì bạn em có một người bạn tinh thần, rất là tụi em làm từ thiện với nhau. Thì một ngày nữa cổ gọi em với chồng em nói là cổ có bị sạn thận, một cục sạn thận nó to cỡ chừng em để như vậy là anh thấy là rất là bự đó, một nửa ngón tay út của em thôi, rất là lớn. Thì bác sĩ thể bắn laser cho cổ, nếu mà không bắn được nó bự quá thì phải mổ. Thì chị mới khóc, chị rất là sợ mổ, chị khóc, chị gọi em với chồng em cho nó phải cầu nguyện xin cho gì, cầu bầu cùng mẹ Maria và Chúa Giêsu để cho cổ đừng có phải mổ, mà người ta chỉ làm cái gì đó để mà lấy mà đi tiểu rồi nó ra thôi anh. Thì chứ không có phải mổ, nhờ cổ sợ quá. Nhưng mà bữa đó thì có hẹn đi mổ. Thì em với ông xã em thì cũng nói chờ cha Diệp ơi, một lần nữa con xin cha Diệp phù hộ cho bạn của con, đây là lần đầu tiên cổ phải đi mổ để lấy cái đó ra, cổ rất là sợ. Thì con biết là không có cái gì mà cha Diệp và mẹ Maria và Chúa Giêsu gọi là impossible to do. Thì con rất là tin tưởng cái mầu nhiệm của cha. Cha là giống như một người mà gần Đức Mẹ và gần Chúa Giêsu, và cha được rất là nhiều quyền cái mầu nhiệm nơi ngài. Thì xin cha, con cầu khẳng đến cha phù hộ cho bạn con, cũng là một đứa em tinh thần, để cho tự động hết cái cha đem đi cái cục sạn đó đi, để cho cô ta không có đau đớn vì mổ xẻ. Thì cổ đó, chồng của chở đi buổi sáng đó anh, là đi đến nhà thương và bác sĩ đã inject her và cho thuốc để cho cô ta ngủ rồi ready để lấy ra. Thì khi mà bác sĩ cho cô ready hết rồi cô ngủ rồi, thì bác sĩ soi lại coi chính thức cái cục sạn đó nó ở đâu. Trong phim thì nó để một đường mà nhiều khi nó move around đó anh, thì bác sĩ coi là một lần nữa cho nó ở đâu rồi mới lấy ra được. Thì coi không còn nữa, thì bác sĩ mới nói ủa sao kỳ quá, cục sạn bự như vậy mà nó không thể nào đi tiểu mà ra được. Thì coi lại một lần thật sự không có cục sạn đó, nhưng mà coi lại cái phim thì rõ ràng cục sạn rất là bự. Thì đánh thức cô ta dậy, nó chỉ dậy đi, không có mổ nữa, cái cục sạn nó không còn nữa. Thì cổ mới nói là như vậy là cha Diệp và Chúa đã làm đem đi cho tôi rồi, thôi để tôi đi về. Tại sao không coi kỹ, thôi gì chích chưa, giờ tôi mệt rồi, thôi để tôi đi về. Chúa đã đem đi cho tôi rồi. Thì bác sĩ nói là chắc như vậy đó. Tại vì nếu mà cô không tin thì tôi sẽ gửi phim về cho cô coi, mà cô ta đã có cái phim. Và em nghe như vậy thì em cảm thấy vô cùng xúc động và em khóc. Em ngồi trong văn phòng và nghe cổ báo thì em khóc. Khóc thứ nhất là cái tình cha đối với con, và khóc vì bạn mình không còn đau đớn. Và em nói nhất định em phải đi đến đây để testimony cho cha và làm rạng danh cha. Có đây là một cái chuyện có thể. Em nói cho Diệp ơi, cho con cơ hội để con mang cô ta đến một cái nhà thờ để mà testimony trước mặt dân chúng cỡ chừng 200 người.
Và cái đó là cái đầu tiên em làm và em tiếp tục sẽ làm tiếp như vậy nữa, nhưng mà em chưa có cơ hội. Dạ, nhưng mà có thể đây thì có thể mọi người xem cái video này sẽ có cái niềm tin mạnh hơn. Có những khi, cái đây là em chỉ khuyến khích mọi người yêu mến cha Diệp, thì em chỉ encourage là nhiều khi mình cầu nguyện hoài đó anh, mình cảm thấy mình không được, mà có thể là theo thánh ý Chúa thì Ngài cho mình cái khác. Nhưng mà cái mình cần nhất là cái sự kiên nhẫn. Kiên nhẫn. Nhiều khi cha không cho mà cho mình cái khác. Cũng như em nghĩ là cha không làm cho em lành mà cha làm cho em lành, em không hay biết. Thì tất cả là đều cái niềm tin và cái patience của mình cầu nguyện. Mình không muốn để cái đó nó bị mệt mỏi vì mình cứ cầu hoài mà không được. Cha sẽ cho mình một cái lúc nào đó theo thánh ý Chúa nữa. Dạ. Cha rất là linh vì cha ở gần mẹ Maria và Chúa. Thì khi anh cần cái gì anh cứ nói chuyện với cha. So I worked the night shift, then in the morning I. Ảnh làm cả đêm và một đêm ảnh về thì ảnh cầu nguyện, thì ảnh chỉ cầu xin Chúa là Chúa phù hộ cho con, soi sáng cho con biết người này là ai, người đàn ông này là ai. The Son, the Holy Spirit, and Father Francis, I said, I do not know this man. Can you show me who this man was? So I asked, come and join my house and dine with me. Thì ảnh cầu nguyện và ảnh nghe giống như một người đó đã nói với ảnh là đừng có lo là cha Diệp biết ảnh rồi. He said to me, I know you because Big Daddy shared with them who I am. Nói với ảnh là he told me, giống như cha Diệp chứng minh cho ảnh biết là cha Diệp thật sự biết ảnh từ lâu lắm rồi. Ảnh là một người con không cha không mẹ từ cái orphanage đó. Dạ, cô như vậy. Thì lúc đó anh mới biết là wow, cha Diệp thật sự biết mình. And then he says, giống như cha khuyên ảnh là con phải cố gắng. Chúa tạo ra con một con người đi cùng một món quà rất là đặc biệt. Và con sẽ gặp nhiều có hoàn cảnh nó cũng bế tắc và cũng cần sự giúp đỡ và cầu nguyện. You have the gift that you will meet people that appears and then disappear. And I said, Father Francis, I spend time praying with cầu nguyện my big daddy and mother sự hòa bình cho Việt Nam. Anh dâng những lời cầu nguyện đến cho Chúa Giêsu và mẹ Maria. Và anh nói là cha Diệp, con muốn cha Diệp nguyện giúp cầu thay cho chúng con. To use, to join the gift together that we can reach out for our country. And they said, Matthew, thì anh nghe có một người nào đó nói anh là con phải quỳ xuống và có một cái bàn tay để trên cái vai, nói là con cầu nguyện đi rồi cha sẽ tiếp lửa cho con khi con cầu nguyện cho những người khác. You go reach other people. Yeah. He said to me, và anh nghe nói, anh nghe cái tiếng nói nói là con sẽ đến California thăm cha và cha có một món quà sẽ muốn show cho con thấy. That you understand. He showed me when he brought me back to his country. Thì cha ảnh đứng lên cầu nguyện, thì cha view cho ảnh tưởng tượng và nhìn thấy cái cảnh mà cha hy sinh chết cho tất cả những người dân của mình ở Việt Nam, và cha muốn ảnh phải cầu nguyện để cho ảnh sống và có sự yêu thương và hy sinh cho người những người xung quanh. They can see the miracle what happened in their life and his life. And then he looked at me, and I broke down with tears. And I. Và anh làm cha làm cho ảnh rất là cái cảm xúc hôm nay, một cái cảm xúc rất là lạ luôn. And I said, I am so sorry. You gave me. Thì em có thấy hồi nãy là chuyện xảy ra như vậy, em ngồi đằng sau em có thấy, thì ảnh quỳ xuống, thì
Cha nói là con phải cầu nguyện cho thật là nhiều, dạ, để cho cái chỗ này có nhiều cái mầu nhiệm Chúa cho và nhiều người sẽ đến đây để cho là một cái nơi mà giống như hành hương nhiều hơn nữa và có cái mầu nhiệm Chúa ban xuống cho mình, thì con phải quỳ xuống con cầu nguyện cho cha. Thì em có thấy điều đó hôm nay anh có làm như vậy và bây giờ anh nói là em có thấy như vậy. And then he told me, cha sẽ luôn luôn bên cạnh con, bất cứ nơi nào con đi đều có những cha sẽ tiếp lửa cho con khi con cầu nguyện cho mọi người. Từ cái ngày biết dịp tới giờ em giống như một người con nhỏ, em cảm thấy như một người con nhỏ luôn luôn nắm tay cha đi qua đường hoặc là đi bất cứ nơi nào nguy hiểm, tối đêm tối khuya hay là bất cứ một cái gì gặp trắc trở trong hoàn cảnh gia đình hay là cái gì cái daily life của mình nữa, thì em giống như là cha rất là cao, em thì cứ nắm tay đi vậy, đi hoài như vậy every minute of my life từ đó cho tới bây giờ. Và em cảm thấy em cảm nhận được là có một cái gì đó luôn luôn bên cạnh em. Và có một lần em đi cầu nguyện cho người ta đó, thì có một người đó, người ta nói kia có ai đằng sau lưng em bự lắm. Cho nên em thấy cái đó một điều rất là lạ. Theo cái kinh nghiệm của em, mình cầu mình phải có cái niềm tin. Cái niềm tin phải mạnh, chứ không phải mình cầu để mình take for granted. No, mình cầu nếu cha không cho em cứ cầu hoài, em cứ đòi hoài cho đến khi nào được thì thôi, tại vì em biết cha làm được. Mà phải patient, đừng có nặng. Thật sự mà nói em tin lắm, em rất là tin là Chúa rất là công bằng với mọi người, Chúa không bỏ ai hết. Và em, nó làm cho em chú ý đến con người của cha Diệp ở cái chỗ là cha Diệp rất là thương những người lương dân. Cha hiện diện nơi đây, con cảm giác tại con goodbye all over me, cha đứng đây với con. Em cảm giác khi em bước vào đây, em cảm thấy cái gì đó nó ấm cúng và có một cái sự welcome. Tuy rằng không có nhiều người ở đây để nói ra mà cảm thấy rất là welcome, rất là ấm cúng, cảm thấy mình đến một cái gì đó sao nó ấm cúng mà nó thiêng liêng. Em cảm giác hôm nay là một cái sự bình an. Câu chuyện ơn lành vừa kể được Trương Bụi Diệp Foundation ghi lại chỉ nhằm một mục đích duy nhất, là làm chứng cho sự cầu bầu linh thiêng của cha. Do đó, các câu chuyện này không nhằm đưa ra lời khuyên nhủ hay hướng dẫn về y học, mà chỉ nói lên niềm tin của mỗi người đối với cha Trương Bụi Diệp. Chúng tôi mong rằng những câu chuyện về ơn lành cha Diệp sẽ đem đến niềm tin, hy vọng và sự bình an cho những ai đang cần đến. Sau đây là phần tin tức trong tuần từ ngày 22 đến ngày 28 tháng 1 năm 2020. Nhân chứng ơn lành, trong tuần qua có ông bà Nguyễn Văn Phương, bà Lê Thắng, bà Nguyễn Tuyết Mai, anh chị Jack và Olivia Nguyễn đến văn phòng chia sẻ ơn lành làm nhân chứng cho cha. Câu chuyện trong tuần, sáng mùng 3 Tết, chị Thanh Nguyễn đến văn phòng cha Diệp với gương mặt lo âu. Khi được các thiện nguyện viên hỏi thăm, chị bùi ngùi tâm sự: "Tôi hiện đang rất suy sụp vì đang gặp nhiều khó khăn trong công việc và trắc trở trong cuộc sống mà không biết phải làm sao. Đang lúc bế tắc thì may mắn thay một người bạn thân chỉ cho tôi biết cha Diệp và nói tôi đến cầu nguyện với cha. Qua bạn, tôi biết cha đã chết vì cứu người và sau đó đã phù hộ cho rất nhiều người. Bước vào phòng cầu nguyện, tôi cảm thấy có một điều gì đó rất linh thiêng, khiến tôi xúc động và ngập tràn hy vọng. Tôi tin cha sẽ soi sáng giúp tôi vượt qua mọi khó khăn. Tôi sẽ quay lại để tiếp tục cầu nguyện với cha." Thông báo, kể từ số 315, chương trình truyền hình Ơn Cha Diệp sẽ tạm ngừng phát trên DirecTV Việt Faith Channel 2033. Thay vào đó, sẽ phát trên channel Trương Bụi Diệp Foundation YouTube mỗi thứ 6 hàng tuần. Quý khách không vào được Internet, xin gọi về Trương Bụi Diệp Foundation số 714-537-8159 để hội gửi DVD đến tận nhà hoàn toàn miễn phí. Buổi cầu nguyện tháng tới sẽ vào thứ Năm, ngày 6 tháng 2, 2020. Kính mời quý ông bà, anh chị em đến để tham dự, để hiệp thông cầu nguyện.
Người ở xa có thể xem trực tiếp live trên YouTube, Facebook và website tbdf.org. Để nhận tin từ Chương Bùi Diệp Foundation qua cell phone, soạn tin nhắn TBDF rồi gửi đến số 797979. Xin khấn qua số phone 714-702-5129. Gửi lời khấn trực tiếp đến cha Diệp bất kỳ lúc nào, 7 ngày trong tuần, 24/24 giờ mỗi ngày. Những lời khấn này sẽ được phát cho cha nghe trong ngày. Chương trình truyền hình ơn cha Diệp tập 315 xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau. Xin thân ái kính chào quý vị. Lạy Cha Chương Bưu Diệm, lạy Cha Chương Bưu Diệm.